Chào các bạn, hôm nay mình mới mua bộ box sạc dự phòng 8 cell tự ráp về để dùng thử. Tiện thì mình làm video luôn. Bộ này mình mua bên mualinhkien.vn với giá là 199k. Bộ này thì có đầy đủ pin mạch các kiểu rồi, về mình chỉ cần ráp thôi nhá. Và bạn nào ở nhà đã có sẵn pin thì bên mualinhkien.vn có bán bộ box sạc riêng nhá. Bộ này không có pin, chỉ có cái vỏ và phần mạch, có giá là 79k. Bộ mình mua là bộ đầy đủ này, bây giờ mình chỉ cần ráp thôi các bạn ạ. Lý do mình mua bộ này mà không mua những cái sạc dự phòng ở bên ngoài trong cùng tầm giá là vì những cái sạc dự phòng ở ngoài thì mình rất sợ chúng những cái sạc dự phòng đểu. Là bên trong có 1-2 cho pin là pin thật thôi, còn lại là pin cát, pin xi măng. Bây giờ mình sẽ đo hết những quả pin này để chứng minh đây là pin thật hết các bạn nhé. Ok, tất cả pin đều có điện hết các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ lắp vào trong này thôi. Cái box sạc này rất là tiện các bạn nhé. Mình chỉ cần gắn pin vào và sử dụng thôi. Ok, mình lắp pin vào như vậy. Mình chỉ cần lắp đúng cực là được. Bây giờ mình ốp miếng nắp này vào nhé. Mình đã lắp xong các bạn ạ, cái này nhìn rất là đẹp và cầm rất là chắc tay luôn. Ở phía trên này nó có một cái màn hình này để hiển thị phần trăm pin và dòng sạc. Bên cạnh thì có một cái nút nguồn, khi mình nhấn nút thì màn hình sẽ sáng nhé. Hiện tại pin trong sạc dự phòng đang là 95% các bạn nhé. Ở phía trên này thì có hai bóng đèn led này, một cổng sạc vào, cổng này là cổng micro USB, có hai cổng USB để mình sạc điện thoại, một cổng 1A và một cổng 2A. Và có một cổng Type. Và khi mình nhấn cái nút nguồn này hai lần liên tục thì hai cái bóng led này nó sáng các bạn nhé. Và để sạc pin cho cái sạc dự phòng này thì mình sẽ sử dụng cục sạc điện thoại mà dùng cái chân micro USB này nhé. Cái cục sạc này thường sử dụng cho những chiếc điện thoại Android này. Khi mình sạc vào thì trên màn hình nó hiện chữ in nhấp nháy này và hiện dòng sạc là 5V 2,1A. Bây giờ mình sẽ sạc thử điện thoại nhé. Khi mình sạc điện thoại thì trên màn hình nó sẽ báo là out và dòng sạc là 5V 1A do là mình đang cắm ở cổng USB 1A nhé. Bây giờ mình sẽ đổi sang cổng 2A. Đấy, khi mình đổi sang cổng 2A thì nó hiện là 5V 2,1A này. Trên điện thoại thì báo đang sạc 74%. Như vậy là mình đã ráp xong cái sạc dự phòng này rồi. Cái này mình mua về ráp để sử dụng, tiện thì quay video cho các bạn xem thôi. Và nếu các bạn muốn mua thì mình có để link sản phẩm này dưới mô tả video nhé. Ok, nếu các bạn xem video thấy hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.